Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aeros đến từ Black Diamond. Để tham gia dự án Aeros này thì cần vào link dưới phần mô tả cho mình hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra và coi cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm bắt đầu cho mình. Rồi ở đây bấm Join Aeros. Tiếp theo bấm vào Submit Data. Ở đây bấm Join vào kênh. Rồi vào tất cả kênh này cho mình này. Bấm tham gia kênh này. Rồi quay trở lại. Rồi vào kênh này, follow kênh Twitter này. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Like và retweet bài đăng. Ok, quay trở lại đó, tiếp tục. Retweet bài đăng này. Retweet cái bài đăng này. À đây mình retweet rồi, quay trở lại đó. Follow kênh Medium. Bấm theo dõi kênh Medium cho mình nhé. Ok. Quay trở lại Aeros. Visit kênh Facebook này. Sau đó quay trở lại luôn nhé. Ở đây một cái sẽ bấm theo theo dõi cũng được nhé. Rồi quay trở lại Aeros này. Bây giờ ở đây mọi người sẽ bấm Don. Ở đây mọi người sẽ gửi username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình. Rồi tiếp theo là gửi username kênh Twitter mọi người vào đây cho mình. Ok. Tiếp retweet à. Ở đây mọi người sẽ mở cái link retweet này lên. Ở đây mọi người sẽ retweet này. Tweet lại cho mình. Gắn username dự án vào cũng được mà gắn thẻ ba người bạn cũng được nhé. Ok, tweet lại. Rồi sau đấy sao chép lại cái link này. Quay trở lại Aeros, mọi người sẽ gửi cái link gì tiếp vào đây. Ok. Tiếp theo quay trở lại kênh Facebook. Ở đây bấm trở lại này. Sau đây bấm 13 gạch ở đây. Tiếp đến bấm Avatar. Sau đây bấm 13 gạch ở đây. Mọi người kéo xuống dưới, mọi người sao chép trang cá nhân của mọi người. Sau đó gửi profiling kênh Facebook của mọi người vào đây cho mình nhé. Tiếp đến là follow kênh Medium đúng không? Mọi người sẽ quay là kênh Medium này. Khi vào đây mọi người sẽ bấm 3 gạch ở đây. Tiếp đến mà bấm vào avatar. Sau đó bấm vào username đây. Tiếp theo là bấm vào 3 gạch chỗ này nhá. Mọi người sao chép profiling kênh Medium mọi người. Ok, quay trở lại Aeros. Gửi profiling kênh Medium mọi người vào đây. Hoặc là gửi username nhá. Ở đây mọi người sẽ gửi username cũng được, mọi người sẽ xóa cho mình chữ này. Đây, xóa để nguyên chữ A cộng lại. Đấy là Medium của mọi người nhé, username đấy, gửi vào đây. Ok. Tiếp đến địa chỉ ví, ở đây mọi người sẽ vào địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC của mọi người ở trên ví Trustless hoặc là ví MetaMask nhé. Sau đó sao chép địa chỉ ví của mọi người. Tại mình dùng nóng. Đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình nhé, sau đó quay trở lại Aeros. Gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi ở đây bấm vào referral link, mọi người sẽ có một link rất để chia sẻ bạn bè. Bấm Balance Transfer, bấm Withdraw kiểm tra ngày rút tiền nhé. Dự án này mỗi người sẽ nhận được là 2 triệu token BLTD DT mọi người nhé. Và dự án random 10.000 người may mắn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.